nữa không? Mới lộn nữa nha. Lộn lại hai tay đi. Lộn quá đi, bỏ cái đầu vô cho nó hết sống luôn đi. Bỏ chân lộn. Lộn lại cho vợ ăn rồi má. Má hết rồi. Lộn cái ăn còn nó ra đi ơi. Lên lộn. Lộn. Thế phải vô quét. Hai nữa. Nữa, ba nữa. Trời ơi, rồi ăn đi thôi ơi. Cắm cho nó một miếng thôi. Má quay quay mặt. Rồi, 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 rồi. Má quay mặt đi. Bạn bớt ra đi. Không, 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 không. Bạn bớt ra, lấy bớt ra. Cầm lắm mẹ ơi, mẹ. Má, má chuẩn bị quay mặt nha má. Vũ bớt ra. Mỏng lắm. Vũ bớt ra cho nó đi. Vũ rồi. Bớt ra. Đây là để cho tán miếng con á. Cái đùi không đùi à. Giờ đâu? Dạ. Nào quý ăn á bình thường vậy. Quý kéo nó thử cái đầu một đầu thôi, bà nội cho bắt bánh tiên luôn nè. Không, tại vì đừng có tắm cho nó nhiều vậy nữa, tắm nó nguyên một cái con này để cho xấu nha. Nãy giờ vậy ăn đi quên ăn. À, bồ tạc. Cái này là ớt tiêu sa, ớt xanh. Còn kia là bồ tạc. Ôi. Trời ơi, con gái tôi ngồi trong mình nè. Lấy giờ mẹ mà một miếng nước đá rồi, quen. Về có mình nhắn quê ớt. Thôi mà. Mà vậy nè. Ăn rồi tủ cá lên bờ luôn. Tôi nói lời lộn mặt tấn công của điện thoại mới muốn này mà. Đây đầu bếp. Đầu bếp là bé Thái. Nè. Bé Thái nấu nồi lẩu đây. Đi nói đi. Trời ơi có nhiêu đâu. Nè đó mấy mẹ con. Ồ, đó người ta đánh đúng anh. Tàu Tháo nó còn nói kìa. Mẹ tôm nhảy, tôm nhảy. Tỉnh rồi. Trời ơi, có thể nhiều món ăn không?